Thưa quý vị, những năm qua, phường Thạch Thang, quận Hải Châu là một trong những địa phương thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bằng nhiều hoạt động, hình thức khác nhau, công tác chăm lo cho thanh niên nhập ngũ đã góp phần động viên tinh thần cho các thanh niên, giúp họ vững tin hơn về hậu phương để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với Nguyễn Bảo Thắng, mùa xuân năm nay có sự khác biệt hơn những mùa xuân trước bởi em vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Là một trong những thanh niên tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này, cùng với niềm vui sum họp gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, em còn có thêm niềm phấn khởi tự hào vì chỉ ít ngày nữa em được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Em cảm thấy mình rất là vinh dự và tự hào khi là một người lính của đất nước để cống hiến cho Tổ quốc. Thì em cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tới đây động viên và thăm hỏi gia đình em. Em hy vọng là sau 2 năm đi về thì mình có thể phụ giúp gia đình được. Tại vì nó trong 2 năm đó thì mình có thể đi, mình biết được thêm nhiều cái. Đó, thì em mong hy vọng là sẽ trưởng thành con người mình nhiều hơn để có ích cho xã hội. Để kịp thời động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các hội đoàn thể đã đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế và hoàn cảnh của từng gia đình, đồng thời động viên gia đình, người thân tạo điều kiện tốt nhất để con em mình yên tâm lên đường nhập ngũ. Công tác hậu phương quân đội có chính quyền địa phương chăm lo. Đến nghe tin thì thằng Thanh đi nghĩa vụ thì chú cũng mừng. Chú cũng chúc cho hắn là mạnh khỏe và quân đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự để về với địa phương và gia đình. Trước những cái ngày chuẩn bị giao quân thì chúng tôi cũng thường xuyên cùng phối hợp với khu dân cư để nắm tình hình cũng như thăm hỏi đối với tinh thần của các cái thanh niên, và trên cơ sở đó cũng là tạo điều kiện động viên cho các bạn thanh niên để chúng ta thực hiện cái nghĩa vụ công dân. Thì đối với mặt trận và các hội đoàn thể thì chúng tôi cũng quan tâm tới các cái trường hợp các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cũng như là gia đình có cái nguyện vọng và hoàn cảnh có những cái cần giúp sự giúp đỡ, thì mặt trận và các hội đoàn thể chúng tôi cũng sẽ tiến hành có cái những cái hỗ trợ để giúp đỡ cho các trường hợp mà thanh niên gia đình khó khăn. Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1.300 thanh niên ưu tú của Đà Nẵng sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của chính bản thân các thanh niên, mà còn là niềm tự hào của mỗi gia đình có con em được tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Công tác chăm lo cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đang được các cấp, ủy, chính quyền toàn thành phố phát huy có hiệu quả, kịp thời động viên thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.